Quyền lực của ông trùm xã hội đen kỳ số 1 biểu tượng lịch lãm Luôn xuất hiện với những bộ vest đắt tiền và thời trang, John Gotti trở thành con cưng của giới truyền thông New York, biểu tượng xã hội đen của nước Mỹ. Ngày 8 tháng 3 năm 1980, Brian Gotti, cậu con trai 12 tuổi của John Gotti bị giết trong một vụ tai nạn giao thông. Một năm sau đó, thì người lái xe gây nên cái chết của cậu bé bất ngờ bị bắt cóc và bị giết hại. John Gotti, trùm xã hội đen khét tiếng, người cuối cùng của giới xã hội đen lịch lãm. Thời trang theo phong cách Hollywood, John Gotti là ông trùm quyền lực nhất ở New York trong những thập niên gần đây. Rất ít tổ chức xã hội đen gây được sự chú ý của dân chúng nước Mỹ như tổ chức của John Gotti trong suốt hơn 20 năm đó tồn tại. Thế giới xã hội đen ở Mỹ phát triển mạnh và công khai cho đến những năm 1980 khi các cơ quan luật pháp liên bang bắt đầu mạnh tay, thủ tiêu dần những tổ chức tội phạm lớn. Trong thời điểm này, thì John Gotti vẫn công khai hoạt động và gây được sự chú ý của công chúng, để lại dấu ấn của mình trong lịch sử tội phạm hình sự của nước Mỹ. Luôn xuất hiện với những bộ vest đắt tiền và thời trang, John Gotti trở thành con cương của giới truyền thông New York, biểu tượng xã hội đen của nước Mỹ. Năm 1992, thì John Gotti bị kết án chung thân không khả năng phóng thích. Gotti kết thúc những ngày tháng bị giam của mình vào ngày 10 tháng 6 năm 2002, ở tuổi 61 do biến chứng của bệnh ung thư. John Joseph Gotti sinh ngày 27 tháng 10 năm 1940. Gia đình của Gotti khá đông người, 7 trai, 4 gái. Do điều kiện y tế đầu những năm 1940 chưa được tốt, một vài anh chị của Gotti đã chết khi còn rất nhỏ. Cha của John Gotti là một người Ý nhập cư. Ông là một người rất chăm chỉ và chịu khó. Ông biết mình cần phải cố gắng rất nhiều cho gia đình đồng con của mình. Nam John Gotti lên 10 tuổi, gia đình của Gotti chuyển đến Brooklyn và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ thì John Gotti đã học cách sử dụng nắm đấm của mình. Gotti rất nóng nảy, dễ giận dữ khi gặp thái độ khinh miệt của những kẻ có nhiều tiền, thay vì mơ ước trở thành một doanh nhân hay bác sĩ như cha của mình mong muốn. Gotti muốn trở thành một tay anh chị có tiếng như những tên côn đồ mà Gotti nhìn thấy tại các góc phố Brooklyn. 12 tuổi, Gotti cùng với anh em Peter và Richard trở thành chân sai vặt của những tên anh chị và học những thói hư tật xấu đường phố. Gotti thường xuyên trốn học và mất tập trung khi đến lớp. Bạn bè của Gotti cảm thấy rất vui mỗi khi Gotti vắng mặt bởi chúng sợ bị bắt nạt. Vào năm 1954, Gotti bị thương nặng trong một lần tham gia trộm cắp xi măng tại một công trường đang xây dựng. Những ngón chân của Gotti bị nát khi vô tình chạm phải chiếc máy nghiền. Suốt mùa hè năm đó, Gotti phải nằm viện điều trị. Trở lại với một dáng đi mới do vụ tai nạn đó, Gotti đã thay đổi đi rất nhiều. Năm 16 tuổi, Gotti bỏ học và trở thành thành viên của nhóm Fulton Ross quay một nhóm thanh niên hư hỏng và nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của nhóm. Nhóm này chuyên đánh cắp ô tô, phá hàng đầu sắt, Gotti trở nên gắn bó và thân thiết với anh em Peter và Richard, hai người luôn bên cạnh Gotti và là thân cận của hắn trong suốt những năm xây dựng sự nghiệp tiến tâm trong giới xã hội đen sau này. Hai thân cận nữa của Gotti là Angelo với biệt danh là Quack Quack và Willie Boy, một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Năm 1960, Gotti được 20 tuổi. Gotti gặp gỡ và đem lòng yêu Victoria, một cô gái đẹp với mái tóc đen, người con gái do thái. Hai người kết hôn vào ngày 6 tháng 3 năm 1962 và sinh con gái đầu lòng là Angela một năm sau đó. Cuộc hôn nhân của Gotti không hạnh phúc với những mâu thuẫn tranh cãi. Tuy nhiên trong thời gian đó thì họ có với nhau thêm một cô con gái và một cậu con trai. Thời gian này Gotti đã cố gắng lao động và kiếm tiền một cách hợp pháp. Gotti làm việc cho nhà máy công nghiệp, làm phụ xe tải. Vợ của Gotti luôn xem thường những công việc chồng mình làm và nhiều lần làm bé mặt chồng vì những công việc ấy những khó khăn trong cuộc sống lại đẩy Gotti quay trở lại con đường phạm tội. Sau này khi FBI điều tra, Gotti đã phải thốt lên rằng chính cô ấy đã khiến tôi ra nông nổi này. Năm 1963 thì lần đầu tiên Gotti ngồi tù vì tội trộm xe ô tô, thời gian chịu án là 20 ngày. Thời gian này Gotti luôn dính vào những vụ trộm cắp vặt, nhập cảnh bất hợp pháp. Năm 1966, Gotti lại chịu án nhiều tháng vì tội trộm cắp. Cuối năm 1966, sau khi hết án, Gotti tham gia một băng nhóm xã hội đen chuyên nghiệp đứng đầu là Kamin Fastico và anh trai của hắn Daniel. Gotti chính thức gia nhập giới xã hội đen đầy quyền lực. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.